Yo, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng. Nó có một cái chức năng khá là hay, đó là phục chế lại những cái ảnh hoặc là video cũ mà chúng ta muốn gọi là phục chế lại để đăng lên Facebook, gọi là hoài niệm về những cái hình ngày xưa. Đó, và đó là ứng dụng gì thì bây giờ sẽ là intro. Rồi, và ứng dụng hôm nay mà mình muốn giới thiệu đó chính là ứng dụng có tên là Grand Mini. Và ứng dụng này thì có trên cả kho ứng dụng của CH Play lẫn App Store. Đó, thì bây giờ các bạn sớm tải về. Sau khi mà các bạn vào trong ứng dụng rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập với hai loại tài khoản, đó là Facebook hoặc là Google. Rồi, và mình đã đăng nhập xong rồi thì bây giờ các bạn có thể nhìn ở đây. Ở đây là Enhance này, có nghĩa là các bạn sẽ phục chế lại được 3 tấm hình bình thường. Còn ở đây sẽ là phiên bản Pro, là cái này các bạn sẽ tốn tiền mua. Đó, thì ở đây nó buộc là mình phải quẹt thẻ hoặc là mình thanh toán thì mình mới sử dụng được. Đó, thì đó là tính năng Pro. Và nếu bạn nào chúng ta muốn bỏ phí ra để sử dụng một cái trải nghiệm tốt hơn thì các bạn có thể mua phiên bản Pro này. Đó, còn bên này sẽ là phục chế những cái video. Thì cái khả năng phục chế của video này cũng khá là tốt. Thôi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào bên trong ứng dụng, vào bên trong để phục chế lại một cái ảnh từ ngày xưa đi. Đây mình sẽ bấm OK. Đó, thì trong quá trình mà nó khởi tạo lại cái tấm hình cũ từ ngày xưa như thế này nè, thì nó sẽ load và mình thấy là nó sẽ tương đối lâu. Và các bạn lưu ý là một ngày thì các bạn chỉ được giới hạn sử dụng 3 slot cho 3 tấm hình thôi. Và nếu như mà muốn sử dụng nhiều hơn thì các bạn buộc là phải mua Pro. Thì đó là cái bất cập của ứng dụng này. Tại vì nó là ứng dụng free mà, cho nên là chúng ta phải bỏ tiền ra để gọi là sử dụng cao cấp hơn. Đây. Đó, đây sau khi nó xử lý xong rồi, mình sẽ kéo qua đây. Đây là ảnh cũ, các bạn thấy nó sẽ khá là bị vỡ hài. Còn sau khi kéo ảnh mới qua thì đây, nhìn nó phải gọi là cực kỳ chi tiết, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đây, chúng ta có thể thấy là nó nhìn nó cực kỳ xịn luôn này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái mặt chú này khá là noise. Thì nó xử lý xong thì nhìn nó bớt noise đi rồi. Và nó sẽ xử lý cho tấm hình trông nó mượt mà hơn. Nó kiểu nó làm cho tấm hình nó mượt hơn. Và đồng thời thì nó sẽ tạo ra những cái giải hơi, nó hơi bệt một chút xíu lại so với lại cái tấm hình ban đầu, thì tóc nó sẽ bóc tách ra hơn so với lại sau khi xử lý. Nhưng mà không sao, nhìn tổng thể thì tấm hình nó vẫn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây, các chúng ta sẽ kéo qua thử bên này. Đây, các bạn thấy là những cái phần tóc ở đây nó mất chi tiết đi khá là nhiều, và sau khi xử lý xong thì chi tiết đã lên. Phần nào mà nó cảm giác như không phục chế được thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng xóa phông, thì mình thấy cái này khá là hay. Đó, nhìn nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Đây, nhìn tổng thể và tấm hình trước khi nè và tấm hình sau khi nè, nhìn nó đẹp hơn khá là nhiều đó, nhìn thật sự là nó hiện đại hơn. Đó, thì đây là một cái ứng dụng mà giúp cho chúng ta có thể gọi là phục chế lại được những cái tấm hình cổ từ ngày xưa, những cái tấm hình trắng đen đó. Và mình thì mình khá là thích cái ứng dụng này. Bây giờ thì để mà tải về á, các bạn sẽ lưu ý là các bạn sẽ bấm vào trong cái phần tấm hình lớn này nè. Đó, và các bạn lưu về đây, chúng ta sẽ save nó lại. Đó, còn nếu như mà các bạn bấm vào đây á, thì nó sẽ hiện ra cái tấm hình sau, nó sẽ tạo ra sự khác biệt là hai cái phần trên là chưa và phần dưới là chỉnh rồi. Thì cái đó nó hơi phức tạp một xíu. Đây, mình sẽ quay về màn hình chính. Ngoài ra bên trong ứng dụng này nó còn cho chúng ta cái chế độ selfie, đó là khi mà các bạn chụp xong mà các bạn cảm thấy xấu quá thì các bạn bỏ vào đây, nó sẽ làm lại cho chúng ta nó cảm giác đẹp hơn. Đây, ví dụ như là những cái như thế này. Cơ bản là mình thì mình thích chỉnh bằng những cái app như là Pixar hoặc là Snapseed hơn. Còn bạn nào mà chúng ta cảm thấy lười thì các bạn có thể sử dụng luôn cái ứng dụng này để chỉnh. Và mình thấy là nó đã chỉnh được cái hình phục chế kia khá là đẹp rồi, thì những cái này nó cũng xử lý rất rất là tốt. Đó, thì đó là cái công cụ selfie của nó. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái là Discover, có nghĩa là khám phá những cái mới. Cái này thì mình không tìm hiểu nhiều cho lắm, tại vì cơ bản ứng dụng này mình chỉ dùng để phục chế thôi. Ở đây thì nó cũng cho phục chế cả video nữa nè. Và mình thì hình như là mình không có video nào cổ từ ngày xưa hết, đa số là video hiện đại rồi, cho nên là mình không có ấy được. Nếu như mà các bạn nào mà chúng ta có video cổ, những cái video cũ từ ngày xưa, các bạn có thể phục chế bằng cái ứng dụng này luôn. Rồi, và đó là ứng dụng Grand Mini mà mình đã giới thiệu cho các bạn để giúp cho chúng ta phục chế lại những cái tấm ảnh cũ. Nếu các bạn cảm thấy thích video này thì hãy đừng quên để lại một like cũng như một share để ủng hộ Điện thoại Vui TV tụi mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.